Em chào mọi người nha. Trước khi em quay video thì em để cái thông tin liên hệ của em đây. Mọi người cần thì cứ hello 3 số này nhé, nếu có nhu cầu về cái con máy này. Rồi, này em test cái mẫu máy là gì? Xeo này 40W nhé. Khổ làm việc của nó là 1390 nhé. Ngang là 1m3, dài là 90. Con này ấy thì ưu điểm của nó là tất cả mọi bộ phận nó nằm trên cái trục ích nhé. Cho nên là cái ưu điểm của nó là cái tia laser nó khó bị lật đó. Nó bền bỉ nữa. Và mọi người cũng có thể là nối dài cái máy này thành máy 1325 nhé. Đó, chỉ cần nối cái này này dài thôi là có thể biến thành một cái máy dài. Thậm chí mọi người có thể làm máy dài 6m hay 12m cũng được, tùy. Đó, chỉ cần nối cái này dài thôi. Nó ưu điểm của nó là như vậy. Rồi tiếp đến nữa, cái chiều cao của cái này thì có thể nâng hạ lên được nhé. Mọi người xả nó ra, mọi người hạ xuống. Rồi, thì do cái mẫu này là mẫu lắp ghép cho nên là mọi người về hàn cho nó cái chân sắt á, giống như cái bàn của em tạm được không? Đó, rồi mọi người thích làm cái bàn nâng hạ thì mọi người chế thêm vào. Cái con này hôm nay em test thì nó có thêm trục xoay đấy nhé. Khác người ta vừa khắc phẳng và vừa khắc trục xoay luôn. Rồi, giờ em khắc thử cho mọi người xem này. Cái này em cắt nét rồi nhé. Này đang đi cái nét rồi. Mọi người cắt hay khắc gì thì tùy mọi người. Đường kính của nó có thể kẹp được từ 5 phân cho đến 15 phân nhé. Nó nhỏ là như thế nào thì mọi người cứ liên hệ với em. Này anh Vinh, anh lấy máy cho này em khắc cái tên của anh đó. Đó. Có hai chế độ nhé, mọi người khắc xoay thì chỉnh qua chế độ xoay, mọi người khắc phẳng thì cục xoay nó sẽ đứng im và nó làm việc ở trên cái mặt phẳng này. Rồi, mọi người mà có nhu cầu sử dụng cái con máy này thì liên hệ với em nha. Đây, thông tin em để đây lần nữa nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.